Chào mừng quý bạn đã quay trở lại với Vietnet Sport TV và tiếp tục chúng ta sẽ đến một trận đấu cuối cùng trong vòng đấu đầu tiên của ngày thi đấu hôm nay, ngày đấu mở màn của Super League. Đó sẽ là một cuộc đọ sức mà chúng ta vô cùng mong chờ khi Thanh Tòng sẽ đối diện với Văn Hòa. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là cặp đấu mà cân tài cân sức nhất trong cái ngày thi đấu đầu tiên này. Cái cặp đấu đầu tiên giữa Vũ với lại Thiện thì thực ra tôi nghĩ rằng là hai bên đều giấu bài thôi. Chính xác. Và đấy trận đấu đầu tiên khai màn nên vậy. Còn đây sẽ là thông tin đến từ Văn Hòa, hạng nhì của Intercontinental 2016 và vô địch FNC 2016 season 1. Năm 2016 là một năm mà cái tên Văn Hòa được nhắc đến rất nhiều. Nhưng trước đó năm 2015 thì cái tên Thanh Tòng mới là cái tên mà được người hâm mộ của FIFA 23 Việt Nam đều chú ý. Với SEA Championship 2015 chính là hạng nhì đây. Và 3H Thanh Tòng hay còn gọi là Thanh Tòng Câu đúng không? Captain Câu à? Đấy, rất là gọi là lạnh lùng. Và lối đá thực sự phải nói rằng là ảo diệu. Phòng thủ chắc. Và ngay giờ chúng ta sẽ đến đội hình ra quân của cả hai vận động viên. Màn hình bên trái sẽ là Thanh Tòng với vẫn tiếp tục là Manchester City. Trong đấy thì Văn Hòa vẫn yêu thích cái bộ trang phục của Chelsea. Với hai đội bóng Anh này thì Chelsea, còn Man City bên tay trái chúng ta sơ đồ là 4-2-2-2. Và bao nhiêu năm vẫn vậy, 30 năm vẫn chạy tốt đấy, đến từ sơ đồ này, đến từ anh chàng Thanh Tòng. Và lần này sẽ có sự bổ sung của LP nên đã có nhiều sự thay đổi rất là khác biệt. Lần này cặp trung vệ sẽ là Subotic với Vidic. Hai người có lối đá rất giống nhau. Bên cánh phải có Bosinh, bên kia là Alaba. Như vậy thay bằng Chiellini hợp lý hơn. Có Bodmer đá ở vị trí trung tâm. Vieira đá sâu suýt nữa xuống thành CB nhưng vẫn để lại thành CDM. Pogba đá cánh à? À, cái này sẽ là một sự khác biệt lớn đấy. Chắc là nhiều cầu thủ phong độ tốt quá và cũng ai cũng muốn dùng. Muốn trung tâm hơn nhiều đấy, đúng không? Quyết định là để Pogba đá hành lang cánh. Và tôi nghĩ Pogba đá cánh này thì Pogba sẽ thường đi vào khu vực trung lộ nhiều hơn. Đúng. Và đó cũng là cái lối đá sở trường của Thanh Tòng. Tấn công trung lộ nhiều, bắt bài và những pha bàn chuyền rất là đẹp mắt. Cặp đôi tiền đạo sẽ là Hernan Crespo, Fernando Torres. Trong đấy với sơ đồ của Văn Hòa sẽ sơ đồ 5 hậu vệ và một chính xác hơn là Patrick Vieira đã ở vị trí giống như một tiền phòng ngự, giống như đúng sơ đồ của Kim Jong-min. Đúng. 4-1-3-2. Tuy nhiên, đây lùi Vieira hẳn xuống và đá chắc hơn so với những gì mà Hoàng Thiện đã thể hiện. Đúng là như thế rồi. Thực ra nhìn sơ đồ hai này cũng giống nhau cơ. Anh này bên phía của... À, bên kia đấy. Vieira về rồi. Thanh Tòng cho Vieira về luôn. Đấy, 5 hậu vệ. Cuối cùng vẫn suy đi tính lại, cuối cùng lại thành năm hậu vệ như thế này. Đúng. Hai sơ đồ giống y nhau. Như vậy chỉ là hai sơ đồ tương đối giống nhau. Khác về một cái đó là Bale với Rodo nó lùi xuống giữa sân. Còn hai ông kia Bale với Pogba đẩy lên cao hơn một tí nữa. Đó, thế thôi. Và quan trọng là để như thế thôi, nhưng mà có thể là Thanh Tòng chỉ tấn công trung lộ. Nhìn như có vẻ nhiều cánh, nhưng thật sự anh ta đẩy bóng nhiều khu trung lộ. Trong đấy thì Văn Hòa thì thường xuyên có những pha tấn công ở hai hành lang cánh rất nhiều. Và tạt nhiều nữa đấy. Chắc chắn là như thế rồi. Với Aubameyang khả năng xuất hiện ở vị trí này thì giặt ra trái nhiều và Ibra sẽ đá ở trung tâm. Còn Bale và Rondo chắc chắn là hai cái máy chạy và tạt đẩy lại nữa rồi. Thành 5-3-2 chuẩn luôn rồi. Không sai được. Yaya Touré mặc dù để lấy trái nhưng mà sẽ đảm bảo từ khu vực giữa sân. Còn với Vieira, CB. Không biết hai ông ok chưa? Đã ok sao rồi. Với trang phục thì hơi căng. Trang phục thì màu này cũng được. Nếu để áo sân khách của Chelsea và sân nhà của Man City, ông kia nhìn màu nó sáng hơn một tí, vẫn có thể phân biệt được. Hơi tù, đó là cái trang phục bộ đen của Chelsea, đặc biệt là trong ngoài đời thì là màu vàng cơ. Đặc biệt là lại còn là ông Yaya Touré nữa, đâm ra là nhìn nó không thấy gì đâu cả. Đúng, nó tồi quá. À, Hòa mới xuống tóc. Fai Hinorashi, đó là Văn Hòa của chúng ta. Hinorashi là một nhân vật hình như trong anime của Nhật Bản. 3H Thanh Tòng. Đúng. Võ Tòng. Nhắm mắt và cầu nguyện trước khi trận đấu diễn ra. Ủa, vẫn cái tay cũ, game cũ. Nhìn nó chóc sơn và có sờn rồi nhưng mà vẫn cứ tin sở trường tự. sở trường kiểu đúng đôi khi như kiểu hồi xưa chúng ta hay ra quán người ta chơi game đấy nhỉ, PS2 hay là toàn kiểu quen tay nào rồi cứ bấm tay đây, kể cả nó hơi bị nát rồi nhưng mà quen, bấm quen này. Mấy ông sau xem mấy cái gì 18 cộng hơi căng đấy. Tôi chỉ sợ thế thôi, nhưng mà hình như kia đang xem cái giải đấu U20 quốc tế, U20 thế giới thì phải. Cũng có thể cái kia mà ông sau kia đang xem đó là chúng ta xem chúng ta đúng chúng ta. Chào luôn, thế đâu bạn. Phải chào ngay. Và đây sẽ là sơ đồ hai bên giống nhau. Cắm Crespo, Fernando Torres hai cái máy chạy. Còn bên kia sẽ là Alba và Ibra. Đấy, cặp đôi trung vệ Chiellini và Subotic. Tôi rất thích cặp đôi trung vệ này. Chật. Xuất sắc nhất một LP luôn. Hiện nay thì tôi đang đá cặp trung vệ của tôi là Subotic và Franco Baresi. À, Baresi. Bổ sung rất là hợp lý. Hình như có vấn đề một chút nhỏ. Có vấn đề gì đây? Và đang liên hệ với tổ trọng tài, khả năng trận đấu sẽ phải làm lại bởi vì không di chuyển được. Hoặc có thể là lỗi về ping. Ping. Đấy là một vấn đề mà chúng ta cần phải chú ý. Dù đá cùng quán với nhau đấy, hai bên được cùng quán với nhau. Ngồi cạnh nhau luôn. Tôi nghĩ là đang ngồi cạnh nhau luôn. Ok, xem lung tung quá.
bật Super League xong rồi xem sang cái thứ khác. À, Hiếu Hiếu. Trung Hiếu, Trung Hiếu. Trung Hiếu đang quay lại và hỏi thế bị làm sao? Ừ, đúng rồi. Ờ. Như vậy là tôi vừa nhận được thông tin đến từ ban tổ chức thì đã có một vài cái lỗi kỹ thuật. Chúng ta sẽ phải gọi là đá lại cái trận đấu này. Thực ra về nếu đá lại thì hai bên cũng bình thường. Tôi nghĩ rằng cả hai đều cũng cái trận đấu vừa qua cái sơ phong độ của hai bên ngang ngang nhau cả. Chả có gì nó mất quá nhiều. Nếu có chăng thì hơi tiếc dành cho Pogba, bởi vì Pogba lâu lâu được quả đấy mới đẩy vào làm cánh. Nhưng thật là sự sau nếu trận mà đấu so đá lại phát sánh giữa Thanh Tùng và Văn Hòa, anh thích ai hơn? nếu mà xét về mặt cá nhân thì tôi nghĩ rằng Thanh Tùng vẫn đang có nhiều cái sự chiếm được tình cảm đôi hơn, vì dù sao thì là một đấu đá hoa mỹ và cái cách vận hành lối chơi, tức là từ bao nhiêu năm vẫn thế của Thanh Tùng, nó luôn luôn là có bạn gọi là thương hiệu đấy, một cái thương hiệu, và tôi thích cái kiểu như vậy. Nếu nói về lối đá thì thật sự tôi cũng thích Thanh Tùng, nhưng mà tôi cũng thích cả Văn Hòa. À, Văn Hòa về cái khả năng, về cái tinh thần, Cái tinh về thần bản của anh lĩnh ta rất tốt và anh ta đấu luôn trường. luôn là tập trung 100% trong trận đấu, không hề bị sao nhãng một Đúng giây đúng. phút nào. Và trong những trận đấu thì anh ta đều thể hiện rất tốt, kể cả trong những trận đấu mà chúng ta nghĩ là anh ta đang ở cửa dưới, tức là rất khó có thể là vươn lên. Cuối cùng, những gì mà chúng ta thấy đó là Văn Hòa, anh ta vẫn có được chiến thắng, Vượt qua sự khó khăn vẫn đấy vươn chứ. lên trong những lúc khó khăn nhất. Công nhận. Tức là tấm gương vượt khó. Nghèo vượt khó đúng không? Học sinh nghèo vượt khó đấy, kiểu như thế. Và với Tòng là một dạng như kiểu đó là có sự gọi là ổn định về cái đẳng cấp trong nhiều năm. Đấy, cái điều đáng chú ý nhất ở đây là cái trận đấu, ví dụ như trận đấu với Trung Hiếu mà Ờ, Hiếu đã giành chiến thắng đúng, công 3-2 nhận, đấy. công nhận. Đấy là một cái trận đấu mà tôi phải nói là kinh thiên động địa. Cả hai bên đều cống hiến một lối đá vô cùng đẹp mắt. Hòa tấn công, Hiếu có bóng, Hiếu tấn công. Hai bên cứ liên tục Mà qua Hòa lại, lại qua còn lại, qua lại còn bị thua và về cái đó là cái biểu về cái tỷ số trận đúng không? đúng. Tức là bị gọi là yếu thế hơn một Thua chút cả khi về mà vào, pen nữa. đúng, Thua cả vào về đen. penalty và đó là những trận đấu mà tôi đánh giá là những trận đấu vô cùng, Nếu tôi cảm giác trong người là tôi rất là thích những trận đấu công đấy. nhận, công nhận. Tức là hai lần rồi chung kết của quốc gia đều là Văn Hòa gặp Trung Hiếu đấy. Và lần trước thì Trung Hiếu đã gọi là đen đủi hơn và thua. Nhưng lần này thì là Trung Hiếu được may mắn hơn rồi. Và cuối cùng là đi được sang bên Thái Lan. Đúng. Đúng là như vậy. Lần đầu thì là làm ở Hà Nội, Ừ, nên ta đúng. có vẻ là hợp với Hòa hơn. Ừ, Lần sau làm ở Sài Gòn thì rõ ràng là hợp với Hiếu hơn. Đấy, đúng là thiên như thời thế. địa lợi nhân hòa và Trung Hiếu đã đến với Thái Lan. Tuy nhiên ở Thái Lan thì chúng ta cũng không đạt được quá nhiều thành công. Chắc chắn là như vậy. Và À, tôi hy tôi nghĩ vọng rằng tức là là những cái trận đấu chung kết như Hòa với Trung Hiếu nếu mà đặt cùng một bàn cân, tức là ngang cân với nhau ấy, thì tôi nghĩ rằng Hòa rất có thể sẽ lấn át so với Trung Hiếu đấy. Với những trận đấu đấy, Trung Hiếu rất là e ngại và thực sự là thấy run sợ trước Hòa, tôi nghĩ như vậy. tức là Hòa biết tỏa sáng trong những cái trận đấu mà quốc tế đấy, những cái trận À, đấu mà cần những cái cái cần sự được cái nó sự bình tĩnh, cái sự tập trung thì Hòa vượt lại khó, tỏa sáng. đúng. Giống anh chàng này có cái gì rất giống HBD của Singapore, cái kiểu mà luôn luôn tạo cho mình một cái hình thái, một cái phong cách nó tỏa sáng. Thì đây thì Văn Hòa chúng ta khi thi đấu quốc tế luôn luôn có được cái sự tập trung và thi đấu rất tốt, tức là không e ngại một đối thủ nào. Nếu xét về mặt cá nhân thì đúng là Văn Hòa là người đã sau thời của Thái Bảo nhá, thì là Văn Hòa là người có thành tích cao nhất, tốt nhất rồi đấy. Bởi vì các vận động viên khác của chúng ta đều là chỉ vào đến cỡ tứ kết hoặc đôi khi loại rồi vòng bảng. Nhưng cái đấy là hơi đáng buồn. Sau cái thời kỳ của đó là Văn Hòa, đó là Thái Bảo vô địch này. Sau đó đến lời team của Việt Nam A và Việt Nam A Việt Nam B chứ, vô địch, thì đấy, đấy là những cái mà tôi nghĩ rằng là lâu lâu rồi chúng ta đã không tìm thấy được những Chính cái xác. vận động viên thực sự nó xuất sắc và nó có sự già dơ cũng như là biết cách để có thể vượt qua sự khó khăn. Tôi rất mong mỏi một cái trận đấu mà đánh thi đấu quốc tế mà Việt Nam góp mặt trong trận chung kết. Chỉ cần vào đến chung kết thôi là tôi biết là chắc chắn là hàng ngàn, hàng chục nghìn ngàn ngàn người, những người hâm mộ Việt Nam đều dõi mắt theo và luôn được ủng hộ những vận động viên thi đấu. Và đấy cũng là cái niềm tự hào của chúng ta Đúng là như khi gọi là không biết là có được hát quốc ca không, nhưng mà chắc chắn là vào đến chung kết là rất là vui mừng rồi. đúng là như thế. Tôi nghĩ rằng là đã lâu thực sự đã lâu không có những cái trận đấu của chung kết mà có sự góp mặt của Việt Nam. Tức là đến ở bán kết hoặc là đến Trung Hiếu vừa qua đấy, ở dưới nhánh thua gần như nó có thể đến được với chung kết rồi. Nhưng thua ngay một cái anh chàng thực sự phải nói rằng nó hơi dị, Hơi nó quá dị. dị của cái giải đấu đấy. Nó thực sự tôi nghĩ rằng là không ai nghĩ được là anh chàng đấy có thể vượt qua và có thể vô địch được như thế. Chính Nhưng cuối xác. cùng thì anh chàng đấy đã dần dần xuống nhánh thua rồi quay lên để hạ gục chính người đã từng thắng mình. Bây giờ trận đấu sẽ được làm lại và bây giờ bên tay trái với sự xuất hiện của Thanh Tòng với sơ đồ được chốt luôn là năm hậu vệ, ba tiền vệ đấy, khác đó là Yature được lùi sâu hơn so bên kia. Như vậy là sơ đồ lại giống nhau rồi. Ừ, đồng ý nhau đấy, là 5-1-2-2. Còn bên kia thì cũng thế. 5-3-2. Bên Bên kia này là thì lại không đá CDM. à, đúng đúng, Bên này lại đẩy Bodmer lại lên thành đá vị trí 5-3-2 CM. đấy. Đó là cái sự khác biệt, một cái sự Nhưng khác lần biệt. này thì không còn sự xuất hiện của anh chàng Pogba nữa, thay vào đó là hai siêu cánh thuật thuần, đó là BUEC với lại RLP. Rõ ràng sau khi làm lại trận đấu này thì
Thanh Tòng anh ta mất đi Ibra rồi, phòng thủ đang đi xuống. Còn bên kia thì lại mất đi Paolo Maldini. Maldini đã vị trí hậu vệ phải. Maldini đấy còn nói phong độ nó không cao, đã hậu vệ phải. Nhưng ok có Ibra là khá ngon rồi. Hậu vệ phải chắc là mất mất Bosinwa. Chứ nếu còn Bosinwa thì tôi nghĩ là không dùng Maldini đâu. Nếu mà dùng những hậu vệ phải thì bây giờ vẫn còn đó là kiểu Maicon hoặc là Ivanovic MLP. Hoặc kể cả thích thì chọn một cầu thủ đá tầm trung trung khá, điều đó là anh chàng Azpilicueta. Kai Walker. Kai Walker. Kai Walker LP rất ổn. Hay kể cả là Spencer. Spencer ra cái trái. Gốc đá phải hay lắm. Pizek được, đá Pizek. Pizek thì lại yếu hơn tí. Lucas Pizek đấy thì cũng tốc độ cũng tạm tạm. Tôi đánh giá là cái việc mà đá hậu vệ biên hay hành lang cánh ấy thì cầu thủ nào đá được hết. Tôi cảm giác nó ngang nhau lắm. Một hành động rất quen thuộc trước mỗi trận đấu. Đó là đưa tay hôn, sau đó là niệm gọi là cầu Phật cầu Chúa gì đấy. Giống giống nước ngoài người ta hay kiểu hôn vào đất xong rồi chỉ lên trời đấy. Kiểu Messi là như này, là luôn như này, phải nhìn lên trên. Kaká hay làm như vậy. Rồi thì ông Chicharito cũng hay cũng kiểu như thế. Chicharito như quỳ trước trận, trước trận, trước trận. Thường ông nào hay quỳ xuống xong rơi ra lên đấy ma. Thường những người theo đạo Thiên Chúa thì họ thường sẽ có cảm ơn Chúa và cầu cho những trận đấu thành công. Hồi xưa thì ở Pháp thì còn có hôn đầu của Bettet, lăng. Và bây giờ thì trận đấu chúng ta đã chính thức được bắt đầu với quyền giao bóng thuộc về Thanh Tòng. Một trận đấu căng thẳng thì luôn luôn nó phải khởi đầu và cái gì đấy nó phải gian nan. Đúng. Giống như trận đấu của đó là Thiện với Lại Vũ thì hai bên cũng đã phải nói chung là ghìm nhau rất nhiều. Mãi bắt đầu mới có bàn thắng, sang trận đấu thứ hai mới có. Trận đấu này tôi nghĩ rằng cũng sẽ hơi khan hiếm, trừ khi bên nào thực sự bùng nổ. Trung lộ rồi, lại trung lộ rồi. Đóng. Sút luôn. Ấy. Cơ hội. Wow. Có biệt vị hay không? Có. Giơ tay rồi, vẫy vẫy rồi. Giơ tay rồi. Biệt vị một chút thôi. Một tình huống nhìn rất nhanh của Thanh Tòng. Cũng tưởng quả đấy là quyết đoán luôn từ trước cơ. Tuyến 2 đóng luôn. Cạnh đá Thanh Tòng cũng là phòng thủ và bắt bài rất tốt. Chỉ bắt bài thôi mà. Chỉ bắt bài thôi. Văn Hòa vừa rồi được chuyền hơi mạnh. Làm cho cầu thủ không thể kìm được trái bóng lại vào trong khe bổng. Tôi nhìn là tôi biết. Còn đó là phòng thủ rất bình tĩnh đến từ Văn Hòa. Cũng chọc ư? Hơi hơi sai nhịp. Vẫn còn. Đấy, chuyền như này thì Ibra có thể đón được. Tấn công cánh. Rô LP. Siêu chạy cánh. LP mà để đá tiền đạo cắm thì lại không hay quá. Wow. Một đường chọc khe thông minh của Văn Hòa. Đó là câu trả lời dành cho cú sút đầu tiên của đó là Thanh Tòng. Cái bên đều đá sơ đồ năm hậu vệ nhưng không ai đá vị trí trung vệ thòng của SW. Vì vậy nên những cái đường chọc khe nó vẫn còn đó là những cái sơ hở, những cái điểm yếu. Việc đá ba trung vệ và dàn hàng ngang nó chỉ hỗ trợ cho bạn tốt hơn ở khả năng chống bóng bổng cũng như là khả năng bẫy việt vị mà thôi. Đúng là như vậy. Nguy hiểm, cơ hội chắc đây. Chắc chắn cái gì? Chắc chắn trượt. Đấy, đấy. Hơi vội. Quả này mà Yature dứt điểm nó có vẻ hơi hiền. Đường truyền rất thông minh. Cú dứt điểm thì nó không thể chiến thắng được thì ba cơ tòa. Cái lợi của chân dài. Gặp ông chân ngắn kiểu Casillas với lại ông bay A thì tôi nghĩ là thôi, nghỉ khỏe, tay ra. Thanh Tòng vẫn cho thấy sự xuất sắc của mình trong cái việc nhìn ra những cái khe hở và tung vào đó là những cái đường chọc khe xé toang hàng hậu vệ của đối phương. Trong đấy thì Văn Hòa, anh ta cũng đã có những cơ hội dành cho riêng mình, cũng là những cái đường chọc khe. Hai bên ăn miếng trả miếng đấy, trận đấu đúng là cần tài cần sức đấy, cũng là đấy. Hai bên chỉ nhìn vào những cái khe thôi. Siêu nhìn khe, siêu chọc luôn. Hay, này mà đối đầu ở xếp hạng là chúng ta phải biết đấy. Những cái nào mà thấy hở ra cái là phải bịt vào ngay. Đúng rồi, công nhận. Gặp mấy ông như này, ông chọc thì chết. Cứ rộng hay hẹp, ông chọc hết. Có khe là chọc. Bởi phía trên toàn những cầu thủ chấp thời cơ khủng cơ. Đấy, như thế này chẳng hạn này. Không được. Bắt bài rất tốt. Một pha phòng thủ vẫn quen thuộc, bắt bài. 35 phút rồi, đúng. Một thế trận diễn ra rất nhanh và hai bên cứ đập nhả với nhau này thì quả thật là thời gian trôi mà chúng ta không kịp nhận ra. Cái chính là cả hai sử dụng những cái pha chọc khe là toàn là chọc khe sệt. Còn chọc khe bổng thì tôi chưa thấy một pha nào gây ấn tượng. Tức là nó không đánh vào những cái bức game giống như ở xếp hạng chúng ta hiện nay. Đúng. Tức là thường là ban chuyền nó chọc khe bổng thật mạnh. Thì ở đây chỉ nhìn vào khe và chọc những cái đường khe rất là sệt. Nó rất là hiểm hóc. Và cướp được bóng thành công đến từ Subotic rất khỏe. Chọc khe sệt nó rất là thực tế hơn. Không được, quả này truyền lại hơi sai. Một tình huống truyền mà về cái độ chính xác cũng như là lực nó không hơi lệch. Wow. Nhìn thấy thôi, tốc độ trận đấu đang diễn ra rất nhanh. Nhanh mà. Và đây rồi, cơ hội dứt điểm, không được, vẫn còn. Thực sự đây là đen đủ cho Tòng.
Một tình huống hậu vệ cản được rồi nhưng anh lại dạng háng ra làm gì? Rồi ôi, Winfred già hà quá. Vẫn là cool boy. Cười. Đến từ Hinorashi, còn Thanh Tòng vẫn là cái nụ cười rất tươi. Đúng, cái sự tươi của tình huống thua cũng không biết phải làm thế nào. Hậu vệ. Một bàn lê thế này. Đây không phải lúc để gọi là biểu diễn xem ai là người dạng háng tốt nhất. Những tình huống đấy cản được. Quả nên nếu mà hậu vệ mà có siêu cản phá thì tôi nghĩ sẽ pha xoạc bóng. Đúng, đó là Mandini. Đúng Mandini thật. Mandini nhìn phong độ không tốt lắm. Rất tiếc. Hơi tiếc dành cho Thanh Tòng. Hay. Lúc một trận đấu mà có rất nhiều những cái điều mà chúng ta phải chờ đón. Thanh Tòng đã có những cơ hội để tạo nên bàn thắng. Anh ta không thành công thì ngay lập tức sự trừng phạt đến từ Văn Hòa. Một tình huống chọc khe bổng thông minh dành cho Ibra. Anh ta không thể chiến thắng được cơ tòa nhưng vẫn còn đó là còn Ronaldo. Ronaldo một tiệm cận nhất với UBS. Hai bên ăn miếng trẻ miếng thực sự đúng. Cân tài cân sức, kẻ tám lạng người nửa cân. Chính xác một trận đấu mà tôi nghĩ rằng là chung kết trong ngày hôm nay. Trận đấu hay. Được đánh giá hay nhất và khó đoán nhất. Tôi nghĩ rằng là kể cả trận đấu thứ hai cũng không biết được rằng ai có thể thắng được. Văn Hòa lối đá cực kỳ đơn giản. Ban truyền rất nhẹ nhàng, tình cảm không phải gọi là phụ thuộc quá nhiều vào Hoa Mỹ hay những pha dừng bóng đột ngột hay kể cả là giả sút. Ít dùng e luôn. Không có nhiều những pha bóng kiểu đua tốc nhiều. Không dùng e nhưng mà tốc độ trận đấu thì nó trôi rất nhanh. Bởi bàn bật tức là cách điều khiển cầu thủ lên phía trên, dùng quy cho cầu thủ chạy chỗ quá là hợp lý luôn. Tòng thì thôi không nói gì rồi. Tòng là người gọi là đá lối đá gà đi bộ. Đó, cánh ngon. Quạt xuống dưới. Ui đấy. Ui đây rồi. Ui hay. Thủ môn hay quá. Thủ môn không hay, tôi nghĩ rằng là tỷ số phải cao hơn rồi. Tòng quá hay. Hay. Nhưng bên kia thì còn có thần may mắn trở mình. Đúng. Ui. Lại một tình huống dứt điểm nó hơi gần thủ môn. Không CD. Quả này là không CD vào góc. CD anh ta đá D thường. Vẫn còn rất nhiều sự đáng tiếc nhưng đây là một trận đấu rất hay và đáng xem. Có anh nhiều phải phân tích. Vẫn còn. Dứt điểm. Đó là Ibra. Đó là pha chấp thời cơ rất nhanh của Thanh Tòng. Ibrahimovic lần này thì không còn sự xuất sắc của Thibaut Courtois nữa rồi, mà nó chỉ có thể là gọi tên Ibra Da Capra thôi. Khuôn mặt vẫn không biến sắc gì cả đến từ Văn Hòa. Nãy ghi bàn cũng thế, mà kể cả bị ghi bàn vẫn thế. Đó là một pha phạt góc gây ra cái sự khó chịu, sự náo loạn ở trong vòng 16m50. Nó làm cho thủ môn không thể lao lên được nữa, bởi vì anh ta chuyền quả bóng ra rất xa cái vòng 5m50 của thủ môn. Hay. Một trận đấu mà có đủ cơ bực cảm xúc. Hai bên đều thực sự rất xuất sắc. Và may mắn, gặp một chút may mắn trong cái tình huống như vừa rồi. Lại một tình huống dạng háng nhưng mà không thành công đến từ hậu vệ góc cản phía cọc gôn. Tôi cảm giác như từ nãy giờ là anh tập trung là thưởng thức trận đấu nhiều hơn là bình luận. Thưởng thức thật. Nãy giờ chỉ khen là những đối thủ đang thế nào thôi. Hơi một tí lại. Hay, cái trận này hay. Phải hay thôi và đây rồi. Wow, vẫn còn. Đóng. Dứt điểm. Ui, làm xả kìa. Không được. Hai lần tình huống dứt điểm nguy hiểm đều được sự lan xả. Khả năng dê dắt của cả hai đều rất tuyệt vời. Nó không bị thừa thãi. Nó dê là vừa đủ, vừa đẹp, vừa chuẩn xác, chuẩn chỉ từ tí một. Với những cái lối đá tấn công như này tôi rất mong là sẽ có những cuộc đọ sức với Trần Trung Hiếu. Khi mà lối đá phòng ngự được đặt lên hàng đầu đến từ Trung Hiếu thì với cái hàng tấn công như này liệu nó khoan thủ được hay không? Nhưng mà với những trận đấu mà chúng ta chỉ là BO2 thôi nên tôi nghĩ là chưa cảm nhận được hết hoàn toàn những cái sự hấp dẫn đến từ những lối đá này. Để cơ hội đưa Thanh Tòng. Không được rồi. Còn nguy hiểm. Thanh Tòng điểm yếu của anh ta duy nhất có lẽ là khả năng dứt điểm. Dứt điểm vẫn rất tù. Tức là cơ hội thì nhiều đấy nhưng mà vẫn không tận dụng được hết. Chưa biết cách dứt điểm. Nhưng Trung Hiếu thì khác. Đấy cửa lòng được này. Hiếu dứt điểm rát lắm. Đóng. Không bình tĩnh lắm. Ấy bây giờ mới đóng. Đóng ra này thì lại thủ môn lại có góc tốt. Tôi cảm giác đến đây vẫn không phải là CD, vẫn đóng kiểu D thường lắm. Đi nhẹ lắm. Đấy. Đá bằng tay cầm thì nút C là lúc nào nhỉ? Nút C ở phía sau này. Hơi khó bấm một tí. Lúc đấy là nút ra. Đấy, tạt rất xa. Tạt ra đánh đầu chuyền nhưng đây là tuyến 2. Không sút. Bây giờ thì không sút được. Rất đông các cầu bóng áo đen. Nhưng Tòng vẫn tìm được khe. Thánh tìm khe rồi. Khéo quá. Tòng không biết ngoài đời có gọi là cưa cẩm bạn gái thế nào nhưng mà cái này gọi là khiến cho đối phương luôn luôn banh khe ra, thật sự có giỏi. Quá giỏi Tòng. Hai bên tìm khe rất tốt và đây là pha phản công sắc bén. Bên cánh không chạy kìa. Chọc. Chọc khe bổng mới hay. Quá hay xuất quá, sắc. Hay quá. Tuyệt vời. Hay đó hơn. Là Văn Hòa với khả năng trừng phạt những cái sai lầm của đối thủ. Một pha bóng mà chúng ta cứ tưởng chừng như Văn Hòa sẽ tập trung nhiều ở hành lang cánh nhưng không. Một pha chọc khe bổng thẳng vào khu vực trung lộ và đó đã có bàn thắng. Vẫn là nụ cười Thanh Tòng và tôi. Anh ta biết làm gì bây giờ? Ngoài cười trừ. Khó công nhận. Đấy khả năng dứt điểm. Phải đánh giá cao khả năng dứt điểm của Văn Hòa. Anh ta tận dụng rất tốt cơ hội, nó không có nhiều
Đây chỉ là cơ hội thứ ba của anh ta trong trận đấu rồi, nhưng mà trong ba cơ hội anh ta có hai bàn thắng. Lượm dầu góc thịt rất hay. Tôi cứ tưởng chờ quả đấy chạy cánh, chắc chắn Tòng cũng chờ quả chạy cánh để tạt vào, nhưng không, đó là một tình huống chọc cái bóng đầy bất ngờ. Nó đột phá thì chính từ những pha bóng như vậy, và đến điểm khác biệt của Văn Hòa nó ở chỗ đấy. Tuyệt vời. Văn Hòa đôi khi tức là hoàn toàn có thể tự phá đi cái chính cái bài của mình để tạo ra sự đột biến và có thành công. Với những trận đấu xuất sắc mà cả hai đang thi đấu một lối đá đẹp mắt như này thì tôi chỉ mong là họ đều có được điểm. Tức là tôi rất mong một kết quả hòa dành cho cả hai bên. Cũng đúng, thế thì phải chờ trận thứ hai thôi. Trận đấu này rất có thể sẽ kết thúc với tỷ số 2-1. Thời gian không còn nhiều nữa. Thành Tòng sẽ tấn công qua cuối cùng này. 4-1-4-4. Rất giống với ngày xưa khi bị dẫn trước ở những phút còn lại thì Thành Tòng sẽ đổi sang chiến thuật 4-1-4, nhưng nó không còn đủ nữa rồi. Đã có những sự gật gù đến từ Văn Hòa. Anh ta đang có được cái chiến thắng đầu tiên trong cuộc đọ sức với Thanh Tòng. Còn Tòng vẫn cười, chỉ cười trừ, cười tít cái mắt vào nhưng mà lắc đầu. Tôi nghĩ Tòng phải luyện tập nhiều hơn về khả năng dứt điểm. Số cơ hội anh bỏ phí ra thì tôi gấp đôi cái số bàn thắng mà bên kia có được. Chính xác như vậy. Và trận đấu kết thúc ở đây. Trận đấu đầu tiên phải nói rằng mãn nhãn. Tôi nghĩ rằng không quá nhiều bàn thắng nhưng đủ mãn nhãn cho chúng ta. Quá hay. Tôi phải nói đây đúng là một trận đấu tâm điểm. Và tôi hy vọng là sang cái trận đấu lượt về này thì nó vẫn sẽ diễn ra với cái chiều hướng như vậy. Nó quá xuất sắc, cả hai bên đều đang cống hiến một lối đá tuyệt vời. Công nhận những anh tài và họ đều trong đến thành phố từ thành phố Hồ Chí Minh. Quả thực xuất sắc. Với những kèo như này thì anh Lê Khôi vẫn luôn luôn dựa vào tức là nghiêng về một kèo hòa đúng không? Đúng. Với tôi trận đấu như thế này thực sự hòa. Đúng. Tôi nghiêng nghiêng cũng có một cái gì đó cảm giác trận đấu này. Cái quan trọng là tôi cũng đặt vào tỷ lệ dự đoán là cũng hòa nữa. Đâm ra là trận này Văn Hòa luôn hả đúng không? Đúng là Văn Hòa thì nên hòa thôi. Trận đấu này thì Thanh Tòng cũng sẽ có những sự đổi khác đến từ lối chơi của mình. Cười, nụ cười rất tươi. Không còn là cái nét mặt cool boy nữa rồi, mà đó là nét mặt cười rất tươi. Bây giờ sang trận đấu thứ hai. Có lẽ rằng là sơ đồ hay là cách chơi không đổi đâu. Họ vẫn đá rất ổn, bởi vì cái quan trọng nhất là ai dứt điểm tốt hơn. Thế thôi. Thanh Tòng và Văn Hòa sẽ đối diện với nhau trong trận đấu thứ hai kèo BO2 này. Lần này có một sự gọi là phong độ hơi thấp đến từ hàng hậu vệ của Văn Hòa. Anh ấy sẽ thay nhiều. Cũng có cả Company. Tất cả đều cộng 3. Cộng 3 là mức thẻ duy nhất là gọi là cao nhất được giới hạn dành cho những trận đấu giải như thế này. Nhưng mà nếu mà đá với cái sơ đồ này không có vị trí SW, không có vị trí trung vệ Thòng thì những cái đường chọc khe bổng là đó sẽ dẫn đến những bàn thắng như vậy. Trận đấu trước đấy, đấy. Giữa xong. Tuy nhiên, nếu mà nó có trung vệ Thòng thì khả năng bẫy Việt Vị ra đằng ngang, nó lại bị hoàn toàn bị phá hủy. Đâm ra là đó rất khó khi đối đầu với những người mà khả năng chọc khe của họ rất tốt thì việc chúng ta nên cân nhắc việc đá một trung vệ Thòng hay bỏ vị trí trung vệ Thòng mà đá ra đằng ngang ra thì đó là câu trả lời. Trận đấu trước hoàn toàn Văn Hòa anh ta có được những bàn thắng nhờ những pha chọc khe bổng. Đúng, hai lần đọc bổng luôn. Hai lần chọc khe bổng, anh ta không đá bài sệt nữa mà anh ta ăn ở những pha phản công. Bởi vì bên kia không có SW. Đấy. Ăn ở những pha phản công rất tốt. Đúng hay. Có Thanh Tòng thì việc anh ta đá năm hậu vệ bắt bài rất tốt những pha ban chuyền ngắn của Văn Hòa và đánh gục những pha lên bóng từ khu vực giữa sân. Sự áp sát đến từ những cầu thủ trung vệ cũng như vị trí tiền phòng ngự của Thanh Tòng là rất tốt. Tuy nhiên trong những pha mà Thanh Tòng tấn công không thành công, cái số lượng người ở phần sân nhà của Văn Hòa nó quá đông. Thay vào đó thì lượng phòng ngự của Thanh Tòng nó lại quá mỏng. Đúng, đúng. Và Văn Hòa bắt đầu tung ra câu trả lời của mình ở những cái đòn đánh rất sắc sảo, những cái pha chọc khe bổng và những cú dứt điểm. Cái điểm nổi bật của Văn Hòa tốt hơn Thanh Tòng trong trận đấu vừa rồi, tôi đánh giá đó khả năng dứt điểm. Đúng. Nếu xét ra thì Tòng đã có đến khoảng tầm 5 lần dứt điểm trúng gôn đấy. Nhưng cái số lượng bàn thắng chỉ được là 1 thôi. Đó là cái điều mà Thanh Tòng cần phải sửa đổi rất nhiều. Và cũng đó là lý do mà vì sao mà trong những khoảng thời gian vừa qua Thanh Tòng nó ít khi xuất hiện trở lại với trận đấu quốc tế. Đó là vì khi mà chuyển đổi phiên bản rồi thì anh chàng này vẫn đang hơi bị gọi là quay cuồng trong cách để có thể xử lý rằng dứt điểm như thế nào cho nó chuẩn nhất. Bây giờ bắt đầu làm quen lại rồi. À đúng. Bây giờ dần bắt đầu làm quen lại. Thế bây giờ nó xuất hiện lại như thế này. Xuất hiện giải đấu như Super League như thế này thì Tòng nghĩ rằng là cái cách xử lý anh ấy là thiếu nút D, C. Thiếu nút C, CD đấy. Những quả CD nó càng như thế mà cuối cùng toàn bằng D thường. Và thủ môn vẫn cản được. Và trận đấu bắt đầu. Nếu đi vào vòng playoff thì tôi không biết là top 4 sẽ vô cùng với những ai này, bởi vì đây là một giải đấu mà cân tài cân sức, ai cũng có một cái lối đá riêng cho mình. Lối đá rất đẹp. Pha chuyền bóng hơi lỗi đến từ Thanh Tòng. Màu áo này hơi khó nhỉ. Nó chỉ đổi lại ngược màu áo bên kia thôi. Giữ nguyên một ông sân nhà và ông sân khách. Tôi nghĩ là màu áo sân khách hình như của Man City là màu đỏ đấy nhỉ. Đây là màu đen à? Đen. À nhìn rõ là đen này đó. Nó đây màu đen. Đen thâm thâm. Đen thâm à? Đen bã trầu. Bã trầu. Nhưng mà bã trầu này bã trầu hơi thâm, bã trầu kiểu để mấy ngày. Nó thâm hơn cả Roma đấy kiểu. Ừ, nó thâm hơn Roma rất nhiều. Cái màu thâm thâm này thường là trầu oxy hóa. Và phải tấn công. Tòng cánh. Bắt đầu biểu diễn nhiều hơn. Bắt đầu có những tình huống xử lý dẻo hơn rồi, nhưng mà
Bên kia Văn Hòa vẫn thoải mái lắm. Văn Hòa phản công. Đấy, Văn Hòa phản công này chạy cánh dưới, biết lại ngay là chọc khe bổng rồi chạy dưới. Ui. Như lần này thì Thanh Tòng cũng đã chú ý hơn. Hai bàn thua trận đấu trước bằng bổng thì anh nghĩ rằng trận đấu này là Tòng à quên đó Thanh Tòng cũng sẽ không bị thua nhiều nữa đâu. Một lời khuyên cho Thanh Tòng là nếu như anh ta tấn công mà nếu mà bị bí quá thì cứ tung chân dứt điểm. Bởi vì sẽ tránh được những pha phản công, biết đâu lại kiếm được phạt góc. Đúng. Thà như thế ra ngoài còn hơn bị phản công nguy hiểm lắm. Được. Hernan Crespo. Khéo thế nhỉ. Hay quá. Ngoặt. Bị đánh rồi. Văn Hòa đá vẫn có sự tập trung của mình. Công nhận. Không đẩy lên quá cao đây. Hậu vệ dàn hàng ngang luôn. Không đẩy lên quá cao. Đẹp luôn. Bây giờ Rovia nhỉnh thêm một tí này. Hai người theo kèm. Torres qua được cả hai. Torres qua người thứ ba không? Anh ta quyết định tung ra đường chuyền. Đó là sự bất ngờ đến từ Thành Tòng. Đổi lối chơi. Tòng bắt đầu có nhiều pha xử lý skill hơn. Bớt những đường chuyền như lần trước. Và thay vào đó là những pha xử lý skill bằng cá nhân. Muốn đột phá hơn. Đấy, bắt đầu có nhiều kiểu ngoáy đấy. Bắt đầu ngoáy cháo nhiều hơn. Sử dụng những cầu thủ 5 sao như kiểu Torres mùa E8 hay là Rondo. Chọc. Chưa. Ngoặt lại. Hay quá. Qua người. Dứt điểm. Không vào. Vẫn là khả năng dứt điểm. Cười. Văn Hòa cũng phải cười. Cười như con gì nữa. Ông sút kiểu thế tôi chịu. Tôi ước gì tôi được một cơ hội như ông. Tôi chắc chắn là sút đồng tung lưới. Đúng, đúng. Hòa chỉ cần những cơ hội như vừa rồi sẽ khiến cho thủ môn đội bạn phải nói rằng rất vất vả và có thể sẽ đoàn thắng. Bây giờ sẽ là câu trả lời của Văn Hòa. Qua người. Đây. Tiếp tục lực chọc khe. Văn Hòa quyết định đột phá. Ăn ngay một cú xoạc bóng. Nhấp nhảy, nhấp đẩy. Hay quá. Xoạc bóng cũng là thương hiệu của Thanh Tòng ở những mùa giải cũ. Bạn bật rất nhanh. Lối đá đổi liên tục nha. Thả cánh luôn. Lối đá được thay đổi liên tục. Ấy. Lại hơi cơ nhẹ. Hội dành cho Hernan. Hơi nhẹ, biết ngay mà. Còn rồi nếu mạnh lên một chút thì Hernan Sarko đứng lại vị trí thôi, không cần phải chờ bóng. Đây quả này hơi chờ bóng quá. Chuyển nhẹ quá. Đang chạy chỗ, đang mải chạy chỗ. Đang ra đây díu lên phía trên. Đấy, sau đó pha xử lý sau thì không còn được tuyệt. Lực cũng đẩy nhẹ mạnh hơn một chút. Có vẻ như về xu hướng chiến thuật thì Văn Hòa để các cầu thủ lùi nhanh, chạy về rất nhanh. Và ngay lập tức không bị dính những pha phản công. Ngay. Trong khi đó phản công lại phản công tốt hơn. Tốc độ của anh chàng này lúc chơi là khá là nhanh này. Đấy, nhìn chạy về rất chậm đến từ Thành Tòng. Đi rất chậm. Từ vị trí trung vệ cho vị trí hậu vệ biên. Nào về không nhanh để thua bây giờ. Và hiệp 1 có thể sẽ kết thúc ở đây. Tôi nghĩ có lẽ là Thành Tòng để thế để giữ thể lực cho các cầu thủ. À. Chơi kiểu pressing hơn. Đấy, anh nhìn thấy lúc nào hai bên cánh cũng chạy bứt tốc. Lên tấn công rất nhiệt. Luôn luôn để vị trí công cao nhất. À. Còn mức thủ thì có lẽ là bị hạ thấp hơn một mức. Và hiệp đấu đầu tiên kết thúc. Mà thế kiểm soát và thế chủ động đang nghiêng về bên phía của Thanh Tòng. Nhưng cơ hội thì lại hơi ít. Và có dứt điểm được thì lại ra ngoài. Vẫn thiếu đi cái gì đó để có thể giúp cho Thanh Tòng nó hoàn toàn diện hơn. Và nếu như thực sự hoàn thiện được cả khả năng dứt điểm nữa thì Thanh Tòng nghĩ rằng là khả năng mùa mất. Này là vô định được. Mất rồi. Thứ nhất là phải dứt điểm và thứ hai chọc khe. Lại vẫn là cái bài đấy. Nhưng không được. Thủ môn lần này lên rất nhanh. Vẫn là cái bài chọc khe bổng. Nó đơn giản thôi nhưng nó mang lại sự hiệu quả rất lớn. Bởi vì cái điểm yếu của ba anh chàng trung vệ của Thanh Tòng đó là khoảng trống giữa ba trung vệ. Nó quá nhiều, nó quá hở. Nhiều thật và lùi về chậm. Dâng lên xong lùi về rất chậm. Luôn luôn là chạy lên phía trước xong đến tiền đạo của thân rút về phía sau. Và không ai bọc lót phía sau. Nếu một chơi kiểu này của Thanh Tòng ấy, tôi nghĩ rằng nếu một SW có khi lại hay. Tôi nghĩ Thanh Tòng đang để cái chiến thuật là bẫy việt vị. À, những bẫy này thì nguy hiểm quá. Với một người phá bẫy khủng như kiểu Thanh Văn Hòa đây thì chết lúc nào không biết. Và thường thì Thanh Tòng ít khi kéo những hậu vệ biên về lót bởi vì anh ta sợ cái bẫy việt vị của mình nó không thành công. À. Cách xử lý cũng tùy. Có người thì thích một sự an toàn lùi về thật nhanh. Lùi về thật nhanh thì đối phương chỉ cần ban bật ở giữa sân sau đó là sút xa thì cũng chết. Chính xác. Nhưng mà với kiểu lùi về chậm thì đối phương mà chơi kiểu PW tận dụng bug game thì lại qua được. Không được. Anh ta không ngờ là anh ta qua được. Đúng. Lại chọc rồi. Chắc chắn là phải chọc nhưng Ibra không chạy được. Subotic cơ mà. Hung thần một vị trí mà trung vệ mà hay nhất ngoại trừ Gomez của Legend. Chuyền thôi. Thời gian trôi rất nhanh. Ngoặt. Không được. Ngay ngoặt. Lộ ngay, Văn Hòa cũng biết. Chọc trên. Không được, không chọc, anh ta sẽ chọc ở dưới. Anh ta chỉ chuyền ngắn đấy thôi. Không tạt cơ, bây giờ mới tạt. Tạt kiểu này khó lắm. Hernan Crespo nữa thì chịu. Có vẻ Tòng không quen tạt lắm. Bây giờ là phản công cho Văn Hòa, lại chọc bổng. Không. Trên không chạy. Không chạy. Bố hậu vệ lại dàn ngang này, anh nhìn chưa? Đây, anh đang điều người này. Đúng. Anh đang điều anh chàng hậu vệ theo kèm. Điều rất sát.
đôi khi bắt nhầm người là hỏng đấy. Qua được đến từ Văn Hòa, treo vào, đánh đầu, không tới được vị trí như là của Patrick Vieira hay Yaya Touré kìa. Yaya này, Touré. Crespo mở cánh, tình huống chuyền cho cái bóng của Thanh Tòng chỉ đơn giản là chuyền thường thôi, chứ không phải là tình huống để tấn công. Khó rồi. Ui, vẫn cố, hết lực. Đánh đầu chuyền. Chuyền A phải không? Nhưng vừa rồi chuyền bằng A. Không được. Phản công dành cho Văn Hòa. Bàn bật 1-2. Mở cánh. Rondo. Rất có thể sẽ vào hiệp phụ. Mạnh nhất của Văn Hòa vẫn là phản công này, chạy lên phản công này. Bộ ba tuyến giữa hai người đứng đợi bóng này. Và qua người dứt điểm. Không vào. Wow. Hơi đen dành cho Văn Hòa. Cú dứt điểm bằng chân phải của Bale. Tạm dừng phát đẩy qua người. Ua. Bẻ góc nhanh. Ui, bị cản rồi và bị che mắt nhưng thủ môn vẫn đổi kịp. May mắn dành cho Thành Tòng. Chắc chắn vào đấy là pha may mắn. Nếu đó vào thắng thì tôi nghĩ rằng Văn Hòa đã có được chiến thắng rồi. Chắc chắn luôn. Vẫn còn. Đó. Là Văn Hòa. Không được. Cứa lòng. Anh ta lại cứa lòng. Tiếp tục Văn Hòa. Kịp phút cuối, kịp cho một pha bóng nữa. Những phút cuối này sẽ rất là căng thẳng dành cho Thanh Tòng. Anh phải đứng vững. Bên này là Ronaldo. Không được. Vẫn còn ném biên. Thôi hết người ném rồi. Không biết cái cách đổi cho người khác lên ném như nào nhỉ? Không biết đổi như nào. Ném ra đây thì hết giờ rồi. Chưa. Không có ai hỗ trợ. Không ai hỗ trợ cả. Đây, bây giờ tuyến giữa mình hết rồi. Tuyến giữa chắc sợ bị phản công sao lùi sâu thế. Cũng sợ đi. Nhưng mà bây giờ một phút này thì làm gì còn gì nữa. Qua hay lắm. Hay. Oh! Dứt điểm. Quá điên rồi trong pha xử lý này. Quá xuất sắc. Đó là những gì tôi có thể nói về Văn Hòa. Anh ta có được cái sự tập trung ở những phút cuối cùng này. Điểm nổi bật ở đây chính là Ibrahimovic. Ây chà. Anh ta đánh lừa được các hậu vệ của Thành Tòng. Hai ông kẹp. Quá hết. Mà gương mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Quá xuất sắc. Cười trừ thôi. Quá xuất sắc. Đối thủ xuất sắc thì Thanh Tòng thực sự phải chấp nhận. Nhưng Thanh Tòng vẫn chưa. Anh ta vẫn còn những phút cuối này. Và đó là một pha bấm bóng vừa đủ. Một pha QW. Wow. Bấm hay quá. Quả bấm hay quá. Một là QW, hai là QA. Tôi thiên về QW nhiều hơn. Với đường chuyền chuẩn xác dành cho Ronaldo. Có lẽ không còn thời gian nữa rồi. Vẫn còn. Thanh Tòng vẫn đang cố gắng. Trọng tài cũng muốn cố cho bù giờ mà. Cố. Không ai lại hỗ trợ rồi. Về là hết. Chưa về, chưa hết. Tí nữa thôi là hết. Đứng chuyền. Được rồi, cơ hội đây rồi. Sút cầu may thôi. Phạt góc vẫn được mà. Qua người. Hết chưa? Chưa hết. Chưa hết. Hết rồi. Hết rồi. Oh. Và rất nhanh lên phía trên và đó là chiến thắng. Chiến thắng dành cho Văn Hòa. Tỷ số là 1-0 nhưng quá đủ. Một trận đấu quá đau tim. Kể cả những phút cuối cùng tôi nghĩ là tại sao Thanh Tàu anh ta hay đẩy bóng xoay góc bên vậy? Bởi vì cái góc bên phải đấy anh ta thường quay vào và sút chéo góc bằng chân trái, kể cả là sút chéo góc bằng chân phải thì nó cũng đều tạo ra những pha bóng nguy hiểm. Nhưng thời gian nó không còn đủ để ủng hộ anh ta nữa. Hàng hậu vệ của Văn Hòa vẫn đứng vững mặc dù số hậu vệ là tương đương nhau. Đúng. Và cách chơi dị hơn, người nào thực sự tận dụng vào những pha đột phá tốt hơn thì đó là Văn Hòa người chiến thắng. Và hai trận đấu, một trận đấu 2-1, một trận đấu 1-0 mang về 3 điểm rất quý giá trong một trận đấu căng thẳng như thế này dành cho Văn Hòa. Mặc dù là một trận đấu mà nó không có quá nhiều bàn thắng, những cái việc cao điểm đẩy lên cao trào ở đây chính là việc hai bên đều tấn công ăn miếng trả miếng. Và họ lên bóng rất nhanh, một người thì cầm bóng nhiều và sở hữu những cái đường chuyền ngắn ở khu vực trung lộ, một người thì chỉ đợi bên kia sai lầm và ăn được những pha phản công. Và trong một tình huống ở những phút cuối cùng, nó không phải là phản công nhưng nó cũng là một pha phối hợp rất tốt đến từ Văn Hòa để bây giờ anh ta đã có được chiến thắng khởi đầu cho mùa giải mới tại Super League. Và như vậy bảng xếp hạng chúng ta trong ngày đầu tiên này đó là Đoàn Anh Tuấn với hiệu số 3-0, điểm số là 3. Và anh chàng Trung Hiếu cũng là như vậy, cũng hiệu số 3-0 và đang đồng hạng nhất. Trong khi đó đứng thứ 3 chính là Văn Hòa với hiệu số là 3-1. Còn với Hoàng Thiện Ngọc và Vũ. Ngọc Vũ hòa nhau. Còn ba anh chàng thua, Thanh Tòng, Hoàng Linh cùng với là Quan Chí Nhân là ba người đứng bét bảng. Và đó là bảng xếp hạng trong vòng đấu đầu tiên của Super League mùa 1 giai đoạn vòng bảng. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục với vòng 2 với những trận đấu mà tôi nghĩ nó còn hấp dẫn hơn bao giờ hết. Các bạn hãy nhớ chú ý đón xem trên Vietnet Sport TV cũng như là Garena Live. Ngoài ra, hãy cùng tham gia vào dự đoán trên trang đồng hành dự đoán.l3.garena.vn. Và chương trình chúng tôi đến xin được tạm dừng và cảm ơn những sự quan tâm theo dõi của các bạn. Xin chúc các bạn có một buổi tối thật sự tốt lành.